Hello, em xin chào tất cả các anh chị buổi trưa ngày hôm nay nha. Hôm nay em cũng chẳng có gì ăn cơm cả, thì em chỉ có mấy món rất đơn giản nhưng không thể thiếu được những cái món đặc sản của Quảng Ninh, đó là rượu Ba Kích. Đấy, rượu Ba Kích thì các bác nghe rồi, nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị yếu sinh lý. Đấy. Trong gia đình, trong cuộc hôn nhân mà thiếu những cái vị này thì thật sự các bác sẽ làm cho chị em sẽ bị thất vọng. Trong cuộc đời chúng ta con trai ấy thì phải nói là rượu ngon gái đẹp thì không thể thiếu các bác nhá. Thế mà bây giờ mà các bác mà bị yếu rồi ấy, thì các bác không hồi phục với nó, không bảo dưỡng với nó cũng như là cỗ máy. Thế mà các bác không bảo dưỡng với nó thì các bác sẽ làm cho chị em thất vọng. Chưa ra đến chợ thì đã mua hết tiền rồi. Thế cho nên là cái rượu Ba Kích này nó là cái loại rượu của nó hỗ trợ sinh tinh cho các anh. Đấy, trong cuộc hôn nhân nó rất là thoải mái. Nếu các bác nào không tin cứ thử, trải nghiệm thử. Gọi điện cho em tư vấn và em sẽ hỗ trợ cho các bác đạt được đỉnh cao. Đấy. Còn trên thị trường nhá các bác nhá, rượu Ba Kích thì rất nhiều. Nhưng để làm sao để mà đạt được cái chỉ số chỉ tiêu như thế quả là một vấn đề các bác ạ. Đấy, đấy là một cái kinh nghiệm. Các bác nhớ là trong rượu Ba Kích này thì không phải ai cũng làm được cái đỉnh cao đó. Cho nên là từ thời vua chúa ngày xưa người ta rất nhiều cung tần mỹ nữ mà người ta lại phục vụ được như thế thì đấy là một cái vấn đề, đấy là một cái bí quyết mà thực ra em không thể tiện nói ra đây được. Đấy, cho nên là các bác mua sản phẩm hay là uống sản phẩm phải biết kiểm tra được cái chất lượng của sản phẩm rượu đó, từ đâu sản xuất, có tất cả các tem truy xuất nguồn gốc, đấy, thương hiệu rõ ràng. Đừng có uống những cái loại rượu lút chuối, gọi là rượu Ba Kích lút chuối thì ở trên thị trường nó là quá nhiều mà giá nó quá rẻ các anh. Đấy. Thế nhưng mà rượu này thì thực ra là đã là loại rượu chất lượng thì nó không có cái gì là rẻ cả. Đấy. Em cạnh tranh bằng chất lượng chứ em không cạnh tranh bằng giá thành. Các anh chị nhé, nói đến rượu Ba Kích Đức Hoài nó là một công ty uy tín đạt tỷ lệ sản xuất chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh. Đấy thì em giới thiệu qua như thế, mời các anh chị nếm thử chén rượu. Đấy. Có bác nào mà có nhu cầu phải hỗ trợ về sinh lý thì cứ gọi điện cho em hoặc để lại số điện thoại bên dưới nha. Rượu rất ngon nha các bác nha. Rồi em xin chào các bác nha. Mỗi ngày em chỉ giới thiệu tí thôi. Các bác ạ. À.